lúc đầu thì cũng thấy khó chịu. Đôi khi á, có những lúc mà mình đang buồn quá, mình muốn post một cái status về tâm trạng của mình, lập tức là có chuyện liền, lập tức là có những cái ý kiến lời ra lời vào thì Tim đều xóa nó hết. Nên là lúc đầu thì Tim cảm thấy khó chịu, và sau đó thì Tim mới hiểu được là tại do mình là một người nghệ sĩ, fan của mình khi đã lớn rồi sẽ nhìn vào đó để mà họ có thể họ bắt chước theo. Nếu như mình sống một cái cuộc sống mà lúc nào cũng bi quan, lúc nào cũng tiêu cực thì chắc chắn là sẽ mang đến cái luồng khí nó không có tốt cho những khán giả của mình. Nên là từ đó thì Tim chấp nhận những cái điều mà mình làm, cuộc sống của mình, gia đình của mình hay những lời nói của mình sẽ bị soi, sẽ bị mọi người để ý tới, và mình tốt nhất là mình nên chỉ tập trung vào công việc và làm những điều tốt, có ích cho xã hội là tốt hơn. Cũng đã từng nghĩ là sẽ phải nói một lần nào đó, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng nghĩ là như thế này, những cái việc mà nó không tốt, những cái việc mà mọi người lúc nào cũng sẽ chăm chăm vào những cái việc không tốt của mình hết, và những cái điều đó khi mình nói ra, mình thanh minh ra thì có thể là mình sẽ hả dạ lúc đó, mình sẽ cảm thấy thoải mái lúc đó, nhưng mà nó sẽ là một câu chuyện bàn tán cho tất cả mọi người trong cái những cái cuộc vui cũng những cái cuộc nói chuyện của họ thôi, chứ chẳng có là giúp ích được gì cho xã hội hết. Và quan trọng nhất, khi mà Tim mỗi lần Tim muốn nói ra điều gì, Tim thì phải nghĩ tới con trai của mình hết, vì nó sẽ là cái người ảnh hưởng nhiều nhất sau này. Nên Tim đã chọn cách là mình im lặng và làm việc cống hiến nghệ thuật thế thôi. Tại vì còn tốt hay xấu thì bản thân của mình và những người yêu thương của mình là hiểu nhất. Đầu tiên thì cho phép Tim gửi là một lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn khán giả mà đã đi theo Tim suốt khoảng thời gian 10 năm vừa qua. Các bạn đã theo dõi từng cái công việc nghệ thuật của Tim, và có những lúc các bạn đã cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng những lúc Tim có những cuộc thi Tim thất bại, hay là có những cái sản phẩm không tốt thì các bạn cũng đã chia sẻ. Và thực sự mỗi lần như vậy Tim đều tự vấn mình là tại sao mình làm không tốt. Đó là động lực, các bạn là động lực để mà Tim tiếp tục phát triển, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Và Tim muốn nói với các bạn thế này, trong cuộc sống của mọi người sau này, các bạn nếu có gia đình cũng sẽ đôi khi cũng sẽ gặp phải những trường hợp như Tim, thì các bạn hãy mạnh mẽ lên và hãy nhìn rất là nhiều trường hợp mà mình không tốt, bất hạnh hơn mình, mà cố gắng. Tim cũng vậy, mỗi lần mà Tim gặp những khó khăn trong cuộc sống, công việc, gia đình, Tim đều nhìn những trường hợp bất hạnh không xấu hơn mình, và Tim thấy đó làm động lực. Và Tim mong là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ cho công việc của Tim và cuộc sống gia đình của Tim. Và hiện tại bây giờ đang Tim đang cảm thấy là mình sống rất là tốt và thoải mái, như vậy yên tâm. Tim cũng muốn là thời gian sắp tới thì Tim cũng sẽ chỉ xuất hiện và chia sẻ với các bạn về công việc là chính thôi. Tim cũng sẽ có một cái quan niệm trong năm 2018 và trở đi là sẽ hạn chế hoặc là sẽ không chia sẻ về gia đình nữa. Và Tim muốn giữ giấu kín cái điều đó cho riêng bản thân mình thôi, vì Tim muốn bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của mình, để cho nó có một cuộc sống an toàn, không có phải bị điều tiếng. Vì nó càng ngày càng lớn thì chắc chắn là nó sẽ hiểu hết những vấn đề xung quanh về ba mẹ nó. Nên là Tim muốn là mình sẽ hoạt động về nghệ thuật thật là siêng năng để mà đưa những sản phẩm tốt. Thôi bây giờ mà từ lúc mà con của Tim mới chào đời thì Tim đã là một người cha rất là thương con. Thực sự là mình thương con một cách thái quá luôn. Nên là từ những chi tiết nhỏ nhất tới tất cả mọi thứ, từ quần áo rồi ăn uống rồi trường học của con, Tim đều chuẩn bị tốt nhất cho bé hết. Nên là Tim muốn con đón nhận được và hiểu được cái sự tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ, và nó sẽ lấy điều đó để mà nó làm động lực để mà nó có thể thành một người đàn ông tốt nè, thành một người đàn ông có ích cho xã hội. Đó là cái điều mà xây dựng hình ảnh luôn luôn trong Tim dành cho con, đó là một tình yêu thương tốt nhất. Con của Tim cũng đã lên lớp 1 rồi, nên là mình có thể chia ở nhà cũng có người giúp đỡ mình. Thì nên là toàn bộ thời gian khi mà Tim đi làm, đi công việc, đi quay này kia thì nói, nhưng mà khi mỗi lần trở về nhà thì đều dành toàn bộ thời gian ở nhà với con hết. Tim cũng không gặp gỡ bạn bè hay là không có đi ra ngoài, vì mình thấy là bây giờ Tim chỉ cân bằng giữa cuộc sống, công việc và gia đình. Mình sẽ cố gắng như thế nào cho nó dung hòa nhất.